Nè Elsius, lửa sau đuôi hả? Lửa trong lòng của tôi. Tôi đây, tôi sẽ quyết giành lấy trái tim của nàng Rochelle. Không, ngàn lần không. Thôi em người yêu bé nhỏ, một ngày không thấy anh chợt nhớ mặt môi này. Ho ho ho, yeah. Thôi em người yêu bé nhỏ. Chuyện gì vậy? Dusty, cậu đang làm cái gì vậy? Và chậm đậm xuống lại dịu dàng hơn. Bao năm tình yêu tôi dành một mình em với tâm hồn máy móc của tôi. Bay đi xa mãi với riêng em thôi. Yeah. Khi em nóng máy tình này cháy theo, vì em đã nhìn vào mắt tôi. Và tôi chỉ muốn khởi động với em. Ánh sáng kia chứng minh tình anh cho em. Hỡi em máy bay của tôi, dành riêng chiếc máy cho mình em thôi. Cùng chúc nàng ngủ ngon, my darling. Ah, Monsieur Elchu, pour un bouffon, tu es bien romantique. Nàng vừa nói cái gì vậy? Hiểu chết liền. Nhưng mà tiếng Pháp like Canada là ngôn ngữ tình yêu ở Quebec, nên chắc là chuyện tốt rồi. Tôi nợ cậu ân huệ này, compadre. Bất cứ khi nào cậu cần, tôi sẽ có mặt. Compadres, tôi thích đó. Thưa quý vị.